Xin chào quý khán giả, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cũng có thời gian rảnh rỗi, mình cũng đem mấy cây mi để mình tỉa cắt cành nhánh, sửa soạn lại để cho nó có một cái hình dáng giống như bonsai để chơi. Ở đây thì các bạn cũng thông cảm, tại vì mình là không có chuyên nghiệp, không giống như những nghệ nhân người ta chuyên về cây cảnh, cây kiểng, tạo dáng bonsai. Cho nên mình cũng cắt tỉa theo cái ý của mình, để có một cái dáng nó cho nó dễ nhìn, có cái dáng để chơi thôi à. Chứ thực chất ra thì mình cũng không có chuyên nghiệp giống như những bạn khác. Người ta chuyên thì người ta tạo dáng bonsai rất là đẹp. Còn mình thì nói chung thì mình cứ cắt tỉa cành nhánh rồi cắt rễ, nói chung làm theo cái ý thích của mình để nó có cái một cái dáng vị gì đó, dù để mình chơi thôi à. Chứ thực chất ra mình cũng không có chuyên nghiệp giống như những cái nghệ nhân, những cái người mà người ta chuyên làm cái cây kiểng, tạo dáng bonsai, để người ta bán hoặc là để người ta.
mình xin tạm dừng video ở đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để xem những video tiếp theo. Lên kênh Nguyễn Sống, xin cảm ơn các bạn.